Vâng, và để liên tục chương trình, Kim Phiên và Chí Hiếu sẽ trình bày một trích đoạn trong vở tuồng Bên Cầu Dạch Lụa, mời dĩ cùng thưởng thức. Dạ, kính chào công tử. Chào tiểu thơ. Trong hoàn cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn dần dần, tôi đâu dần dần, mà làm sao tôi dần được. Trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Trần Lãng ơi, em vô giam sanh học rồi với trang nghĩa vụ ngày xưa. Đã cắt tóc mang lấy tiền tiếng vọng vọng lai kinh ân. Đây mơ hành trả gian chưa một thâm tình. Và số vàng mòn trong những tháng ngày nắng sương tận tao, em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kè đắng trên. Thank you.
chàng ơi xin hãy nhớ áo lụa đèo thay bằng áo chàng quyên. Quỳnh ơi nhận giờ cao tay ta ngang nhào muôn khóc rừng rực lỡ yêu đương ta nguyện cùng ai tề dữ dạng chớ chung tình. Hãy subscribe.